danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng theo Thánh Gioan. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước tiếng Hy-ri gọi là Bethesda. Hồ nước có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó chờ cho nước động. Vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống khuấy hồ nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng." Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi." Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước." Anh ta đi nói với người Do Thái: "Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh." Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Thưa quý ông bà, anh chị em, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta đã thấy hình ảnh người bất toại nằm bên bờ hồ Bethesda đã 38 năm. 38 năm là một khoảng thời gian rất dài. Anh ta phải chịu đựng đau đớn, mòn mỏi, nhưng anh ta vẫn chờ đợi trong tin tưởng và hy vọng. Và quả thực, điều anh hy vọng đã đến. Chúa Giêsu đã xuất hiện, nhưng Ngài không đem anh xuống hồ khi nước động. Ngài cũng không nhanh chóng chữa lành bệnh tật cho anh, mà Ngài hỏi anh rằng: "Anh có muốn được lành bệnh không?" Anh ta đã thật thà kể lại hoàn cảnh của mình để diễn tả rằng anh muốn mà không có điều kiện. Chúa Giêsu liền bảo rằng: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế. Có những lúc chúng ta chờ đợi mỏi mòn mà dường như Chúa chẳng xuất hiện. Có những điều chúng ta tha thiết nài xin, nhưng dường như Chúa cũng chẳng đáp lời. Tuy nhiên, ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Vào lúc chúng ta không ngờ, Chúa sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta và Ngài sẽ chấp nhận và thương ban cho chúng ta những điều chúng ta muốn. Nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Ngài vẫn muốn chúng ta xác tín một lần nữa những điều chúng ta cầu xin. Và rồi, tình yêu và lòng thương xót của Ngài sẽ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoàn toàn tin tưởng và tín thác vào tình thương Chúa, đặc biệt trong lúc nguy nan đại nạn này. Xin Chúa trở nên vị lương y đầy quyền năng để chữa lành tâm hồn chúng con. Amen.